Nằm sai tư thế khiến giấc ngủ không sâu, thức dậy mệt mỏi. Về lâu dài sẽ gây ra các bệnh lý nguy hiểm. Subscribe to Mystery Mech Tools and don't forget to tap on the bell icon for latest video updates. Bạn thấy ok chưa? Quy trình mà mấy cái bọn nó lừa nó hay làm như vậy đấy. Bạn nào không biết là bắt đầu là cứ nó cứ chụp hình nó gửi cho nó đang chạy. Chạy lên đó rồi, bắt đầu yêu cầu này họ là chuyển khoản. Đấy, hướng dẫn cho các bạn biết cách nhé. Gặp trường hợp là như này, tránh xa nhé. Đã có 3.900 này. Đấy. Cả rất nhiều để sút của mình rất là nhiều, đang từ 174 lên 3.000 mấy rồi. Trường hợp này rất nhiều nha, trên mấy cái trang nội mà chạy sút chạy view này nọ đấy. Chỉ lừa được mấy cái bạn mà không biết gì về thiết kế thôi. Còn với những người biết thì chắc là không thể lừa được đâu. Thấy mắc cười chưa? 174 đến 3.000 mấy. Bạn nào thấy hay thì đăng ký kênh giúp mình nha, để mình chia sẻ mấy cái mẹo của bọn nó cho. Cái mẹo mà bọn nó chuyên lừa đấy, nó chỉ cần nó dành chút Photoshop này, một chút chút thôi là nó có thể là nó dụ được rồi. Đau đầu phết đấy. Mình kết thúc video ở đây nhé. Rồi, bạn nào có thắc mắc gì cần hỏi ấy, thì đăng ký kênh và comment dưới cho mình nhé. Chào các bạn.